làm những điều vĩ đại mới thành công. Mà làm những công việc đơn giản lặp đi lặp lại hàng ngày thì nhất định chúng ta sẽ thành công. Hướng đội nhóm của mình đến một văn hóa 70% là người và 30% làm kinh doanh. Và Amway cho chúng ta một cái vũ đài. Vũ đài này lớn hay nhỏ là do cái ước mơ và cái quyết định của các bạn. Mình thật sự khát khao thì chắc chắn mình sẽ làm được.